tô này hay sao ấy. Ủa, xe à? Xe hỏng đứt hết rồi. Nổ lốp à? Đông lắm anh em ạ, tài lẹ. Tai nạn anh em nhá. Mấy xe à? Làm rồi, không có biển. 22 à. Anh em hãy gần Phú Đô ra chơi nhá. Xe máy kia ấy là phải cho đi viện đi bác cấp cứu ạ. À? Người ta đòi đi cấp cứu à, người ta đau mình phải. Thế còn ông ô tô kia? Ô tô. Ô tô hiện tại bọn em đang giữ lại rồi. À thế ạ. Chắc không nặng lắm, không thấy máu me thì mới nặng lắm. Mình cong biển cơ mà. Này là cũng là nhẹ thôi. Nhẹ hả? Nhưng ô tô đo cồn chưa? Ô tô cái này mình phải ra mình đo thực tế. Ừ. Nhưng mà này xe có đây không? Xe đây có. Mình chạy nhanh như này khả năng ấy đấy. Em ơi đo cồn đồng chí này đi. Đó có đo cồn này ô tô đi. Xe máy đi viện thôi, ô tô rồi đo cồn đi. Hải à? Em đây. À, đây làm đêm này. Hôm nay đi không? Mai chắc là bận. Mai á. Hôm trước anh à hôm anh bỏ thì thế bảo hôm đấy nhà bạn anh có việc à? Không, còn nào, bữa đấy bận. Đó bảo hôm đấy là ông bố của bạn thân mất. Hôm mà vợ chồng ông anh đã. À thế. Chắc đi làm về ra đây luôn đúng không? Em vừa xử lý cồn nữa. À thế à? Giữ xe. À ừ. Thì ông ô tô này khả năng dễ dính cồn lắm. Chạy ở đây mà lại lấp được nhỉ? Ê, chạy em được đi. Ờ. Nặng lắm. 2338. Ôi, bung cả đất đấy cơ mà. Ai đâm một phát vào đây, không lại cơ mà đâm kinh khủng luôn. Đi nhiều thì mà không ở đây. Đâm vào hai con bé kia, đâm vào xe máy con bay ra đây. Đâm vào đây bây giờ bình vắt đây bây giờ lại. Người là tao kìa. Người không có gì đấy, mình bảo không là thôi, người không có gì xuống lại chết đi kìa nhá. Không phải là chắc bất phải này. Ông chắc không phải con xe luôn. Kiểu rồi thì lại nước ngoài rồi. Trông nước tuốt lắm, chạy rồi này. Xe máy đi viện rồi. Ok, ông kia lại đây đây, ông giao thông ở trong ra kia làm gì kìa. Đó này, ấy nó lại ra đấy làm gì nhở? À không biết lại ra đấy làm gì. Đấy thì xứng lại người để về đo nồng độ cồn như này. Bung ở gạch luôn. Bạn cái này
em đi với cả anh Nam, cả Duy. Dạ. Vâng, thì, thấy lịch sắp thế rồi mà. Mai là 2 giờ chiều mai là tập trung ở đội. Vâng, anh đợt này anh làm xuống mới, khó. À. Xin là khó, không có người làm thay. Ra mình cũng ngại. Thôi. Mà lên được thì vui. Thế nào bảo báo nghỉ ở đây cũng được. Các ông không báo ở đây được đâu. Bây giờ đang lên sân bay bây giờ đây. Bây giờ anh ạ. Cái gì? Vâng. Ok. Chào anh em nhé, đi có việc đây. Chào, sao?